Xin chào tất cả các bạn anh em. Hôm nay là ngày 10 ngày 20 tháng 2 năm 2021. Mình vừa lắp cho anh Thành ở tại chợ đầu mối quận Hoàng Mai một bộ dàn karaoke gồm có khúc đẩy DAC 7 và một đôi loa G2000. Mình vừa lắp đặt xong và đã test nhạc cho anh. Nó test được rồi, test lên rồi. Test lên rồi, test chi đấy, lên rồi, lên hết mà. Anh có cần thử vào karaoke không? Anh mở vào karaoke đi. Đây là cái loa này nhá, tôi sẽ chắc một tí. Vâng, dịch sang một tí được mà. Bên này là hơi ngắn này, bên này dài. Nó chuẩn chỉ cho mong luôn.